Xin chào anh chị, thị trường ngày hôm nay có cái dấu hiệu chững lại tại vùng 1160 cộng trừ anh chị nhé. Như vậy thì VN-Index của chúng ta đang tập trung tại cái vùng 1160 này, và những cái biểu hiện hiện tại đó là chậm lại của cái đà tăng kết hợp với những cái rung giật từ phía thị trường phái sinh. Chúng ta thấy là cái biên phái sinh nó cũng khá là con ngót. Trong một phiên thì chúng ta thấy cả long và sọt nó rất là nhiều, những cái pha đảo rất là nhanh như vậy. Như vậy thì vô tình nó đang tạo ra những cái chuyển động. Chúng ta thấy là nó đang phù hợp cho một cái nhịp tích lũy sắp tới của VN-Index. Mà với cái dự định của mình thì nếu như mà cái đường này có cái lực đỡ của nhóm banh đi thì chúng ta sẽ có một cái thời điểm nó lắng nhẹ xuống để nó tích lũy, và sau đó nó tiếp tục vượt lên. Như vậy với cái kỳ vọng là tiếp tục vượt lên như thế này thì những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh của các cổ phiếu đang có cái dòng tiền tốt và vận động kênh trên, kênh giá tăng thì cũng là cái điều kiện được đánh giá là các anh chị tiếp tục mua. Và ở phía bên dưới này các anh chị thấy, thứ nhất là vol của chúng ta này. Đó, vol các anh chị thấy là giao dịch tầm 19 20 ngàn tỷ liên tục, tức là trên trung bình 20 phiên. Vol tăng kèm với giá, tức là một cái dấu hiệu tăng tương đối là bền. Ở phía bên dưới này là cái chỉ báo, chúng ta gọi là cái chỉ báo dòng tiền lớn, thì dòng tiền vẫn đang tham gia thị trường ở cái mức độ là từ 20 cho đến 25%. Tuy nhiên các anh chị đều biết là cái dòng tiền lớn hiện tại nó chỉ tập trung vào cái nhóm gì ạ? Nhóm ngân hàng là phần lớn, đúng không ạ? Ngân hàng vẫn là cái trụ đỡ và vẫn là nơi điểm đến của cái dòng tiền. Ngoài cái nhóm ngân hàng này thì chúng ta thấy là đâu đó có dòng tiền đến từ các cái nhóm như là bất động sản hoặc là đầu tư công. Ngoài ra các cái nhóm khác thì chúng ta thấy đa phần là nó tích lũy, và tích lũy rất là khó chịu. Nếu như anh chị chỉ đánh T cộng hoặc là đánh ngân hàng thì những cái nhịp tích lũy này chúng ta thấy là nó đang khá là nản lòng đối với các anh chị nhà đầu tư. Do vậy thì khi mà mình phân tích và ở phía bên trên màn hình kết hợp lại giữa các cái chỉ báo định lượng cũng phát đi cái tín hiệu là thị trường đang ở trong những cái vùng tăng nóng, mặc dù là nó chưa xác nhận những cái cảnh báo đảo chiều giảm và kết thúc cái nhịp tăng này. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhận định là thị trường có khả năng chậm lại ở trong những cái phiên và cái thời gian sắp tới, và xuất hiện những cái biên độ rung lắc điều chỉnh đến từ các cái nhóm cổ phiếu khác. Ngày hôm nay thì thị trường cũng rung lắc ở khoảng từ đầu phiên chiều, từ 13 cho đến 14 giờ của phiên chiều. Tuy nhiên nhanh chóng cân bằng lại, tại vì chúng ta thấy là cái nhóm ngân hàng nó đang trợ lực và đỡ giá rất là tốt. Nhóm ngân hàng thì vẫn đang trong cái chu kỳ tăng trưởng và giữ cái dòng tiền rất là cao, các anh chị có thể nhìn thấy ở trên trên màn hình. Trên màn hình các anh chị có thể thấy là hầu như các cổ phiếu của nhóm ngân hàng đều đang giữ được nhịp và giữ được cái kênh tăng ít nhất là ngắn hạn cho đến cái phiên ngày hôm nay. Chúng ta lướt qua các cổ phiếu Big Four trước ha. Vietcombank liên tục tăng rồi các anh chị nhé, chưa có đoạn nghỉ luôn. Chúng ta thấy là ở trên màn hình các anh chị thấy là chưa có bất kỳ cái cây nến đỏ nào đối với Vietcombank, đúng không ạ? Tức là vẫn liên tục tăng, vẫn liên tục kéo mà chưa có dấu hiệu điều chỉnh. Đó là Vietcombank khá là mạnh. Theo đó là ông lớn BIDV. Ngày hôm nay thì BIDV có một cây đỏ rồi, có một cái cây đỏ chốt ở trên đầu. Đó. Tuy nhiên thế giá và trend thì rất là đẹp. Các anh chị nào có giá tốt thì mình thấy là nắm giữ chắc. Đó. Chưa cần bán ra đâu các anh chị, nó rung lắc và nó bán ở trên này. Nhiều khi nó xuống phía bên đây dòng tiền nó vào lại thì nó lại tiếp tục đỡ giá và tăng lên. Đó, như vậy thì nhận định cái kênh này của BIDV là chưa gãy. Các anh chị nào có được cái điểm mua tốt thì theo mình nắm giữ thật chặt. Mua mới thì chúng ta có thể đợi nó tình hình một hai phiên tới. Nếu như tiếp tục có cái giá đỏ với cái mức độ đỏ từ 1 cho đến 2% thì tiến hành gom được đối với các cổ phiếu nhóm ngân hàng này. Tiếp theo đó là Vietinbank với mã cổ phiếu là CTG. Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Công thương thì rất là mạnh các anh chị, vẫn đang có những cây nến màu xanh. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình rất là rõ, hoàn toàn là những cây nến màu xanh từ đoạn này đối với công thương, tức là giai đoạn tăng nước rút, đi kèm với đó là vốn vào, dòng tiền lớn nó vào. Như vậy thế giá và vốn định lượng rất là bền và vững đối với mã cổ phiếu công thương này. Đó. Thế còn những cái mã cổ phiếu khác thì sao? MB Bank, cái tên mà chúng ta đang chờ chỉnh để chúng ta mua thì nó vẫn còn xanh, vẫn còn tăng. Đó, như vậy thì không có một cái nhịp giá đỏ nào trong cái thời gian gần đây đối với cái nhóm ngân hàng. Rồi tiếp tục những cái cổ phiếu khác, có ACB là nó hơi điều chỉnh xa so với vùng đỉnh, nên là cái chỉ báo của chúng ta bắt đầu là có cái chữ màu vàng ghi ở đây là điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây là gì thì các anh chị nhìn vòng lên lên trên này, nó sẽ hướng dẫn anh chị này. Tức là cổ phiếu điều chỉnh trong xu hướng tăng, tức là vẫn giữ được xu hướng tăng
đoạn này chỉ là điều chỉnh thôi. Như vậy thì điều chỉnh như thế này, chúng ta xem xét à có phải là cơ hội để chúng ta mua vào hay không. Rồi, thứ nhất là mình đánh giá là cái trend tăng đoạn này của ACB rất là bền. Thứ hai là đi kèm với đó là dòng tiền lớn nó vào. Mức giá hiện tại đã 25 rồi. Con này vượt ngưỡng là đỉnh gần nhất là 25.7 thì mới điều chỉnh về vùng 25. Biên độ chỉnh mới chỉ đâu đó trên dưới 3%. Như vậy, với cái đánh giá của mình thì khả năng nó điều chỉnh trên dưới 4% thì các anh chị có thể là mua lại đối với ACB nha. Mình đánh giá là khoảng vùng cho nó tự do thì trong khoảng 24x đi. 24x đi. Thì chúng ta có thể mua và thăm dò trở lại gom dần khi nó giảm các anh chị nhé. Chúng ta thấy màu đỏ là cái lúc mà chúng ta mua rồi đó các anh chị. Chứ còn lúc tăng thì các anh chị có hàng nắm giữ thôi. Chứ còn đoạn này lúc đỏ là mấy cái lúc các anh chị chuẩn bị tiền để các anh chị gom lại nè. Như vậy thì ACB này điều chỉnh là cái con điều chỉnh đầu tiên ở trong cái nhóm ngân hàng các anh chị nhé. Ở trong cái nhóm ngân hàng STB và TCB như thế nào? TB 3 phiên đi ngang rồi các anh chị nhé, 3 phiên đi ngang có màu đỏ. Tiếp theo đó là TCB. TCB vẫn đang rất là mạnh, liên tục là những cái cây nến màu xanh. Thực sự là chia sẻ của mình đối với các anh chị là hai cái con mà chúng ta kỳ vọng nó chỉnh để mua đó là MB Bank, ngân hàng quân đội và TCB. Hoặc là một cổ phiếu nữa đó là VIB, ngân hàng quốc tế nha. Thì mình chờ đợi ba con này, nếu như có giá tốt thì chúng ta sẽ canh vào. Thì tại vì sao? Tại vì những con này chúng ta thấy là cái lực cầu chủ động cao. Còn có những cái mạng cổ phiếu trong khác trong nhóm banh thì lực cầu chủ động nó vẫn tốt, tuy nhiên nó không bằng. Thì chúng ta chọn cái cổ phiếu gọi là ổn nhất trong những cái cổ phiếu mà chúng ta phân tích. Rồi, như vậy thì đánh giá của chúng ta là gì ạ? Nhóm ngân hàng đang rất là ổn. Và khi mà xuất hiện những cái giá đỏ về cái thời điểm mua, cái vùng mà chúng ta chuẩn bị canh vào thì các anh chị có thể chủ động gom nhé. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta nhìn vào những cái cổ phiếu nào gọi là nó tiêu cực để chúng ta đánh giá cái tình hình tiếp theo này. Rồi, trên ngân hàng ổn rồi nha. Cái nhóm mà chúng ta phải gọi là điều chỉnh mạnh và có cái khả năng là gãy nền ở giai đoạn hiện tại, gãy nền ngắn hạn thôi các anh chị nhé. Trên màn hình thì anh chị thấy đó là nhóm dầu khí các anh chị nhé. Nhóm dầu khí xu hướng đang xấu dần. Chúng ta xem qua về nhóm dầu khí này. BVD. Ở BVD vòng cung xuống rồi các anh chị nhé. Dự báo nó đang đánh giá rất là đúng. Đó là cổ phiếu BVD đang nằm trong xu hướng tiêu cực ngắn hạn. Tiêu cực tức là xu hướng cổ phiếu, xu hướng giảm các anh chị nhé. Đây nó gãy này. Nó hồng vòng cung cái ấp, ấp ngược. Các anh chị có thể thấy là nến nó ấp ngược này. Nến nó ốc ngược này. Nến nó ốc ngược. Gas thì chủ yếu là tích lũy ở dưới đáy thôi, cũng chưa vận động, cũng chưa có cái dòng tiền lớn để tạo một cái xu thế tăng mạnh các anh chị nhé. BVS thì cũng đang vòng cung lõm xuống rồi. Như vậy thì chỉ báo trên này nó đang báo đúng này, BVS đang tương đối là tiêu cực trong ngắn hạn. Tiêu cực trong ngắn hạn. Các anh chị nào mua gom đoạn trước thì nên hạ, theo mình đánh giá là nên hạ tỷ trọng, quản lý an toàn ở trong đoạn này các anh chị nhé, quản lý an toàn. Có thể hạ xong rồi các anh chị cơ cấu xong những cái cổ phiếu mà mình hướng dẫn anh chị á, những con mạnh mạnh một tí. Chứ còn những con yếu thì chúng ta không kỳ vọng nó bật lên, mà khi nó đã sai cái điểm mua thì các anh chị bắt buộc phải hạ tỷ trọng nhé. BSR và BBC, chúng ta xem thử tại sao chỉ số nó đánh giá tiêu cực ở đây. BSR thì vẫn còn được cái hỗ trợ 18, 18.2 này chưa gãy. Tuy nhiên cây nến ngày hôm nay khá là xấu theo cái nhóm dầu anh chị nhé. BBC thì gãy nền rồi anh chị nhé. Đây, nó có một cái nền nó tích lũy ở đây, tuy nhiên ngày hôm nay nó thủng xuống rồi. Đó, anh chị chú ý nhé, chú ý cái nhóm đang có cái chữ tiêu cực này này nha. Chú ý giúp mình nếu như anh chị đang cầm nắm. Ở đây mình chỉ thông báo cái xu hướng, cập nhật cái xu hướng để anh chị hành động. Mình không có bất kỳ khuyến nghị gì ở đây cùng với các anh chị nhé. Thép các anh chị, thép bắt đầu chỉnh rồi. Thép Nam Kim, thép Tiến Lên rồi VGS chúng ta thấy là bắt đầu có cái chữ tiêu cực, chúng ta xem thì nó như thế nào. Thực tế thì Nam Kim chưa xấu các anh chị nhé. Nó chỉ là có cái dấu hiệu ngắn hạn ban đầu khoảng 5 phiên giao dịch gần đây thôi. Thì Nam Kim mới bắt đầu yếu. Tuy nhiên nếu như mà điểm mua tốt thì mình các anh chị nắm giữ được, ví dụ điểm mua ở cái vùng 22.5 độ xuống đi thì nắm giữ không sao.
Chứ còn lỡ mà đu ở trên này á, thì bắt buộc là chúng ta hạ, không biết nó hồi hay không. Tuy nhiên nó sai cái điểm mà các anh chị vào, tức là các anh chị lỡ đu ở vùng giá cao thì bắt buộc anh chị phải hạ khi mà cái công cụ của chúng ta nó bắt đầu hiện lên cái chữ tiêu cực này, thì các anh chị phải cảnh giác giúp mình nha, cảnh giác giúp mình. Thép tiến lên và VGS, tiến lên này. VGS thì trong cái vùng này bắt đầu gom, thì mình đánh giá là con này nó tạo nền thì nó không gãy sâu. Thì ở trong cái mức giá 22, 22.5, tức là vùng 22x chủ động, thì có thể mua gom dần chủ động đối với con VGS này nha. Con này thì đang tích lũy thì mình đánh giá là sẽ không gãy sau, do vậy thì có thể mua gom được. Đó là cái nhóm ngành thép bắt đầu xuất hiện rồi. Rồi còn lại thì cơ bản là mình thấy là mình chưa có biến động nhiều. Ở đây có BVT tiêu cực này, thì mình sau ra để các anh chị nào đang nắm thì các anh chị cảnh giác một tí nhé. BVT tích lũy ở vùng này yếu thì hiện tại dòng tiền lớn nó đang yếu dần. Đó, nếu như anh chị cố gắng giữ thì nó có hỗ trợ 23.4, có thể quan sát thêm. Còn ở cái mức gãy 26, gãy 27 thì nên hạ một ít, 1/3 tỷ trọng trước. Đó, còn nếu như nó đuối nữa, nó bị bán tiếp để mà thủng cái vùng 25.2, 25.3 ở đây á thì xấu, và xuất hiện mẫu hình nến ở đây chúng ta thấy là double top, khả năng đảo chiều cao, xác suất đảo chiều cao. À, đó, cẩn thận một số cánh chị nhé. TBC tiêu cực này, DC đang bị bắn mạnh cánh chị nhé, cố gắng giữ giữ cái tỷ trọng cho nó ổn một tí, an toàn một tí. Rồi, nhìn chung thì những cái nhóm mà tiêu cực này thì các anh chị nào đang nắm cổ phiếu đó thì chú ý giúp mình, chú ý giúp mình nha. BEP và FRT của cái nhóm này cũng đang điều chỉnh. Con BEP này đoạn trước mình cũng gom, cũng báo gom ở cái vùng 25, 25, 27 hay 7.5 ở đây này. Thì bây giờ mình thấy là nó đang có yếu, 4 phiên gần đây là nó hơi yếu này, hơi yếu. Chúng ta cũng hạ tỷ trọng các anh chị nha. Hạ tỷ trọng khi mà chỉ báo ở trên cái hệ thống của chúng ta nó báo tiêu cực thì chúng ta nên hạ tỷ trọng trước, còn cái việc nó hồi lên thì chúng ta tính sau. FRT cũng tiêu cực, tuy nhiên FRT mình đánh giá là vẫn còn hỗ trợ ở phía bên dưới này, nếu như các anh chị nào nắm trung hạn thì không có vấn đề gì, chỉ là ngắn hạn mà lỡ đu trên đỉnh thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán là tỷ trọng ở đây thôi. Đó là những cái nội dung mà mình cố gắng ngày hôm nay mình làm để mình cập nhật cái thông tin cùng với các anh chị, để cho các anh chị lỡ nào mà nắm những cái cổ phiếu mà nó đang gọi là xấu so với cái thị trường ấy, thì chúng ta có cái chiến lược, anh chị quan tâm danh mục mình một tí để quản lý anh chị nhé. Còn anh chị muốn trao đổi thêm hoặc là những cái cổ phiếu khác thì liên hệ với mình, số điện liên hệ với mình ở đây để mình tra khảo các anh chị. Chúng ta phải kiểm tra xem một cái cổ phiếu là nó chất lượng nó như thế nào, tài chính nó ra làm sao thì chúng ta mới có hướng xử lý chắc chắn được anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.